sơn hót sâu vườn nhà tôi, giọt nắng băng khoang, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát băng khoang, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi, rồi đã rêu phong, rồi đã chưa quên trên người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn, còn lại trong tôi, còn lại trong anh chỉ là lung linh giọt nắng bên thơ. Vẫn hót sau vườn nhà tôi, một sớm mai kia chợ thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn anh cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc giờ bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không do nắng bên thêm. Bài hát tìm trong tôi, trả lại cho anh, trả về hư không.
khóc như trẻ con. Mẹ ơi em ấm nhà người, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đa nao. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo ơi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Trèo lên dãy núi thiên thai ơi à, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ơi à, mẹ tôi về đâu? Trèo lên dãy núi thiên thai ơi à, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ơi à, mẹ tôi. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa. Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Xưa đã có chồng buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên bờ. Tình em sông quê nhà khao khát mãi con thuyền xa. Tình em như gió gào, tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ có người thương nhớ. Hạnh phúc đợi chờ,
dù xa nhau, đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thổi bay những ngày thơ. Tóc gió thổi bay những chiều mưa. Hương ngày cuối thu sẽ mãi mãi yêu anh là thế.
và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em chờ người anh. Cảm ơn em vì em cho anh sống lại cách đây đã 1/4 thế kỷ rồi. Em có cảm giác như là Mỹ Linh hát Hà Nội trong trái tim ta, như kiểu Lại Văn Sâm vẫn còn trong trái tim em. Quá hay. Công nhận nhỉ. Cứ nghe thấy giọng của anh Sâm là bao nhiêu cái ký ức hồi thập niên 90 anh nhỉ? Thập niên 90, về. Đúng rồi. Thì đấy, SV mà. Nhiều không phải chỉ có SV, cứ bật TV lên là thấy giọng anh Sâm. Mỹ Linh nói đúng, tất cả các game show thì gần như là tôi đều tham gia cả. Cái thời gian mà suốt ngày mà Mỹ Linh nói là thấy mặt tôi đấy. Với tôi nó là một cái thời gian rất là quý. Nhưng mà với nhiều người đấy là một cái thời gian kinh khủng. Bởi vì sao? Có một cái thời gian đầu tiên những năm 96 ấy, khi mà kênh 3 mới ra đời ấy, thì thậm chí là
tối hôm trước tôi làm có một chương trình, sáng hôm sau có một chương trình, chiều hôm sau có một chương trình, và tối hôm sau lại có một chương trình. Nó suốt ngày từ sáng đến tối, mình còn cảm thấy chán cái mặt mình, huống chi là khán giả bị tra tấn nó kinh khủng lắm. Không, em không hề thấy bị tra tấn. Bởi vì là mỗi lần mà nhớ đến cái thời kỳ đấy nó rất là nhiều cảm động. Không ai chán anh trên cuộc đời này hết. Em thề với anh, cái đợt lần đầu tiên em được gặp anh ở VTV3, khách của VTV3, khách của VTV3. Ôi em gặp anh em run bắn hết cả người, em sợ lắm nhưng mà em sung sướng. Em bay từ trong Sài Gòn em bay ra để gặp anh 1-2 tiếng xong chiều em bay vào luôn đấy. Đúng rồi. Đấy. Cho nên là anh Sâm mới là sứ giả của các vùng ký ức. Bởi vậy cho nên là anh có thể dành cho mọi người ngắm anh được. Ngắm anh sau đó quá quý thì ngâm anh rồi ngậm anh Sâm. Cảm ơn mọi người. Vâng, xin mời Khả Như. Dạ, con xin chia sẻ. Đây là lần đầu tiên con được gặp chị Mỹ Linh. Thì con nhớ là lúc đó con được xem chị Mỹ Linh hát bài Tóc Ngắn. Hồi nãy khi mà chị hát lại là bao nhiêu cảm xúc em ùa về. Tại vì tóc em hồi xưa là tóc dài, dài lắm dài. Em xem cái bài đó xong của chị, cái em mới nói với cha, cho con cắt tóc đi, cắt một chút. Cái cha nói cắt ít thôi nghe, đừng có cắt dài, tại cha thích tóc dài. Đi vô tiệm mới cắt cái tóc như tóc chị Mỹ Linh. Xong về cha nói cắt gì dữ vậy, giận 3 ngày không nói chuyện luôn. Tại vì thật sự là không phải vì kiểu tóc của chị mà vì giọng hát của chị, nó làm cho em cảm thấy em quá thích cái chị Mỹ Linh rồi. Cả mẹ xem, cha xem cũng nói trời ơi, cái cô này cô hát nghe hay quá. Cái tự nhiên mình thấy ô, cha mẹ mình thích cô này thì mình giống cô này cũng được. Đi cắt đầu giống chị vậy. Không có giống chị ơi, về thầy cô la quá la. Chị của em xin hết ạ. Miss Kim Cương, Miss Kim Cương muốn nói gì? Còn em thì thật ra là em có một may mắn là ở trong gia đình của em thì tất cả mọi người luôn thì là những người rất là yêu âm nhạc, nên là em được nghe nhạc của chị Mỹ Linh còn gần như là mỗi ngày luôn. Và hầu như là em nghe hầu hết tất cả những cái bài hát của chị người đó. Như là em đi hát karaoke hay là gì, em rất là hay thích hát bài Tóc Ngắn. Nó gần như là một cái khoảng thời gian kỷ niệm của mình hồi mà mình còn nhỏ ấy, nên là gần như là chị cũng gần như là một cái gì đấy gọi là ký ức trong thời quá khứ của em. Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn câu chuyện của hai bạn là mình rất là cảm động, tại vì là được nghe mọi người kể những câu chuyện của họ nhưng mà nó gắn bó đến em, tự nhiên em rất là xúc động. Là lúc đó chị để tóc dài giống em bây giờ ấy. Trong một lần chị Lam làm tóc, xong chị Lam có nói là Linh ơi, mày thử cắt tóc ngắn đi. Tao cho mày xem cái ảnh cái cô này này, mà mặt cô giống Linh lắm, cắt thử xem có khi lại hay đấy. Bảo không, em cắt tóc ngắn bố mẹ em mắng chết. Bảo cứ cắt đi, kệ chứ, thử xem. Thế là em cắt luôn. Là em cắt giống cô Toni Braxton ấy chị ạ. Đó, cái hồi đó là cô chưa ra cái bài Unbreak My Heart đâu. Cô mới ra cái đĩa đầu tiên thôi. Sau khi cắt tóc ngắn xong thì rón rén về nhà, nhưng cũng không thấy ai nói gì. Hóa ra là bố mẹ em cũng khá cấp tiến, thoải mái, không thấy nói gì. Nhưng mà mấy hôm đầu em đi đâu cũng đội mũ, vì em cảm thấy chưa quen ấy. Mọi người đi đâu thấy một con bé mắt thì to đùng ra, xong rồi mặt thì đầy tàn nhang, nhưng mà em hay đeo cánh kính đen nữa, và lúc nào cũng đội mũ sùm sụp. Đúng đấy. Đúng không? Chính xác. Đi đâu hoặc là đội mũ nồi và vân vân, lúc nào là bộ trang sức của em lúc đó là các cái mũ. Thế thì cái người mà giúp em gắn bó với mái tóc ngắn này thực ra là chị Thanh Lam. Chào em. Em chào anh. Lâu lắm rồi, em được không gặp anh. Thế thì bây giờ đến với chương trình Ký Ức Vui Vẻ, gặp lại những gương mặt mà em cũng rất quen thuộc, nhiều người, nhiều nghệ sĩ. Và hơn nữa lại biểu diễn trên một cái sân khấu ở Việt Nam này thì chắc là có những cái kỷ niệm nó dội về trong em. Như là hôm nay đứng đây nói chuyện, trò chuyện với anh, em lại nhớ lại một cái chương trình mà từ lâu lắm rồi. Em không biết là anh còn nhớ không, là ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. À, chương trình của anh mà lúc đấy có cả em, cả chú Tiến và bố Hiếu cùng hát ở trên sân khấu bài Trắng Đen. Có. Thế thì khi nãy em đứng đây em hát, tự nhiên em nhìn anh và trong đầu em nó hiện lên những cái mảng ký ức đó. Khi trước là Thu Hà cũng đi lên từ các chương trình truyền hình, các chương trình ca nhạc của truyền hình Việt Nam. Và sau đó thì bẵng đi một thời gian đi nước ngoài, bây giờ quay trở về lại được tham gia cái nhịp mạch đó, cảm thấy rất là vui. Vâng. Xin mời Sơn Thạch. Trong gia đình của con có hai người chị gái là rất là thích. Hồi xưa là mấy chị là kiểu đi học á, thường là ghi lại những cái lời bài hát vào trong những cuốn sổ á chú. Và chị Trần Thu Hà là một cái người mà chị của em rất là yêu thích chị luôn. Đó lý do tại sao mà sau này khi mà con tham gia vào một vài cuộc thi á, thì con có sử dụng bài Sắc Màu của chị. Và hôm nay khi mà nghe Sắc Màu của chị thì em thật sự là rất là xúc động, mà em có thể bắt tay chị một cái. Một màu
đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng. Xin bắt tay thôi nhưng mà nên nhân tiện cái bài sắc màu thì cho em xin chia sẻ. Xin mời. Chào Hà nhé. Em chào anh. Ơi, bọn em có duyên gặp nhau ở sân bay và trên máy bay một vài lần. Vâng. Thế nhưng mà cái bài sắc màu của Hà hát ấy thì lúc bây giờ nó đang hit mà bọn em chế trong táo quân. Thì Hà hát bài này thì nhớ là một màu xanh xanh. Hay hát quá nhỉ. Chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh, xanh chấm thêm vàng, vàng ấy là đèn giáng thương. Vì em không lâu nhìn không rõ cánh lái xe đi vượt bụi vàng. Rồi thì đâm nhau toát xe toạc đầu. Nhiều người đi qua đứng ngay lại tắc đường giao thông. Thôi đấy là em đang là táo giao thông đúng không? Giao thông, giao thông. Anh vẫn nhớ được hay á. Tại vì là những cái bài đấy là mà bọn mình cùng nhau chế. Và thường ý thì những bài hát trong táo quân em là thằng hay hát live nhất. Hà thì cái thời điểm mà bọn em làm táo thì Hà cũng vẫn đi diễn cùng nhau. Nhưng mà nhớ nhất là cái bài này. Ngày trước còn bài Dệt Tầm Gai nữa cơ. Dệt Tầm Gai ý Hà, Dệt Tầm Gai ý A cơ. Dệt Tầm Gai là dệt từ năm 2000 mà bây giờ năm 2020, 20 năm sau rồi em vẫn dệt tiếp anh ạ. Chưa hôm nay. Cho em nói mấy lời về bài Hà. Đăng Dương xin mời. Anh chào Hà. Em chào anh Dương. Nói về Hà thì ấn tượng nhiều lắm. Tại vì thứ nhất là con của thầy Trần Hiếu. Thầy Trần Hiếu cũng là một trong những người thầy đầu tiên của em ôn thi cho em vào trường. Thế thì Hà có một cái giọng hát rất là đặc biệt. Có nghĩa là rất là cá tính. Ngay từ khi mà học thì em đã rất là thích. Thế còn nói về khi mà Hà nói hát ba cái tác phẩm vừa rồi của chú Trần Tiến ấy, thì gợi cho em rất là nhiều kỷ niệm. Tại vì trong một cái chương trình của Mỹ Thanh, không biết Hà còn nhớ không, thì làm chương trình riêng của chú Trần Tiến. Thì cái đêm nhạc đó thì mở màn cái bài hát Mặt Trời Bé Con. Cái cậu mà hát bài hát đó chính là con em. Em nhớ mà. Tại vì nhạc của chú Trần Tiến thì là em cũng rất là thích. Và đặc biệt là Hà là rất là hợp những cái tác phẩm của chú. Tại vì em nghĩ là một trong khi của chú cháu ở trong gia đình có nhiều cái kỷ niệm gắn bó với nhau và hiểu về cái tính chất âm nhạc của chú, đâm ra là đúng rồi. Rất là vui hôm nay được gặp Hà tại đây. Dạ em cảm ơn anh. Xin mời Hamlet Trương. Dạ chị ơi, em chỉ hỏi một câu là khi nào chị có tập thơ mới ạ? Em làm thơ hả? Là vâng, em tập thơ của em phát hành năm 2011. Ủa vậy là em đọc thơ của chị hả? Thì bắt đấy thằng nào thấy cậu hỏi là vâng. Có làm thơ không thì năm nay, tôi năm nay không đang ai viết. Dám trả lời là có đúng không? Đây cũng là một cái thông tin. Năm nay đang viết tiếp và chị nghĩ là chị sẽ gọi là biên tập để in vào một chung một cuốn cả mới cả cũ. Thế và nhạc sĩ Trần Tiến thì có đề xuất là phổ nhạc cho bài thơ nào đó của Hà không? Buồn cười lắm anh ạ, tại vì là ngày xưa em hay đi sinh hoạt những cái câu lạc bộ viết văn ấy. Ví dụ như là hội bút hương đầu mùa của Hoa Học Trò. Xong rồi làm thơ thì làm rất là sớm, là lớp 2 em đã có bài thơ đầu tay rồi. Cái bài thơ như nào còn nhớ? Bài thơ đó tên là bài Anh Vinh, tức là anh Vinh là thế này, là người anh ruột của chị dâu em và anh lại là họa sĩ. Anh ấy học chung với anh trai em, hai người cùng học họa. Thế và cô em gái thì yêu anh trai em, thế là thành vợ của anh trai em. Thế thì có một lần là anh ấy bảo em là ngồi xuống đi anh ấy vẽ cho. Thế là lúc mà anh ấy vẽ em thì em làm bài thơ đấy. Khi mà nhìn thấy cái ánh mắt anh nheo lại để anh ấy vẽ bức chân dung đầu đời của em bằng màu nước ấy, thì em lại tặng lại cho anh một bài thơ là bài thơ Anh Vinh. Lúc đấy là em học lớp 2. Wow. Chị đọc đi chị nhớ một câu thơ nào đấy để xem cái vần thơ của cô bé lớp 2 như thế nào. Không nhớ được ý ạ. Không nhớ được hết ạ. Vâng. Trở lại câu chuyện là đầu tiên là viết thơ trước, xong đến khi ra tập thơ thì lúc này em cũng viết một số ca khúc. Em mới nói với bố Tiến là bố ơi, con viết được nhạc và viết được thơ nhưng con không biết làm sao lồng hai thứ vào nhau. Hay là bây giờ bố viết lời cho con, vì bố viết lời bài hát rất hay. Thì ông bảo em là không, con cứ viết đi. Con viết đi rồi đưa bố xem, có gì bố góp ý. Bố sửa cho một hai câu, chứ mà lời nhạc hay thơ mình phải tự làm thì nó mới ra cái tiếng nói của mình. Và con cứ phải tiếp tục làm, con cứ phải tiếp tục hàng ngày con ngồi vào bàn. Và con có cái mẫu nhạc đó thì con nghĩ xem là con sẽ có cái mẫu lời nào để khớp vào đó. Buồn buồn mà, tại vì ông chú bố mình là người hiểu mình nhất, mà bây giờ không giúp thì giờ bó tay không biết làm sao. Thế mà không biết lại sao mà cũng thực hiện theo cái lời khuyên là ngồi vào bàn suy nghĩ và
cố gắng nghĩ ra những cái tứ lời để đặt vào bài hát của mình, và thế là cũng đã viết được một nửa album nhạc, nhưng mà cũng lại chưa công bố. Và và thơ của mình thì bố Tiến vẫn là, không đụng đến. Em viết được một nửa album nhạc thì trong đấy có một bài em tự phổ thơ của em, còn lại ba bài kia là lời mới tinh. Anh ơi, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm, anh ngồi đằng sau anh chờ mãi để chào em ra đây. Lâu lắm rồi hai anh em không gặp nhau. Ca sĩ Hồng Nhung, như nhạc sĩ Phú Quang đã nói, ông coi rằng đây là một sự thể hiện thành công nhất cái bài hát Em ơi Hà Nội phố. Không biết là ban nãy ca sĩ Hồng Nhung ở phía sau kia có theo dõi câu chuyện của nhạc sĩ Phú Quang với chúng tôi không? Và những ký ức gì với nhạc sĩ Phú Quang với bài hát Em ơi Hà Nội phố nó ập về? Thưa anh, em có theo dõi và có nghe thấy nhạc sĩ nói là Hồng Nhung là ca sĩ hát bài này của tôi thành công nhất, bởi vì anh biết là hôm nay là có Hồng Nhung hát. Rất là tình cờ, cách đây khoảng một tuần thì tự nhiên là các bạn của tôi ấy là gửi cho tôi một cái video clip năm 1998, chương trình bắt đầu từ ngày hôm qua. Khi đó thì tôi và Hồng Nhung, tôi có tổ chức một chương trình khách của VTV3, chúng tôi tổ chức tại trường đại học Y Hà Nội, em nhớ không? Và đấy, tôi luôn luôn nghĩ rằng đấy là một trong chương trình hay nhất mà tôi đã làm ở cái thời bấy giờ cùng với ca sĩ Hồng Nhung. Chị Nhung ơi, em cũng tên là Nhung mà tại sao hát không hay bằng chị? Chị có cách nào giúp em không ạ? Một cô bé tên là Nhung hỏi như vậy, xin mời. Ngày xưa ông Nhung bé rất thích tên là Nhung, và nghĩ là tên là Hồng Nhung thì lại càng thích, vì thì rất thích hoa Hồng Nhung, nhưng mà khi lớn lên soi gương thì không thấy giống Hồng Nhung. Tuy nhiên là bà nội bảo rằng là đừng lo, bởi vì là trời không bao giờ cho ai hết cả. Nếu mà cháu được cái này, cháu mất cái này, cháu sẽ được cái kia. Nếu mà cháu không xinh giống như là một bông Hồng Nhung thì cháu lại hát hay. Thế còn bạn, bạn tên là Nhung, mình không nhìn thấy bạn, nhưng mà có thể bạn không hát hay, bạn không hát hay, nhưng bạn có thể lại trở thành, sau này lại trở thành người bác sĩ tài năng thì sao? Hồi đấy thì trông lại, trông anh em mình trông trẻ thật. Vâng, bây giờ công nhận là trông nó trẻ hơn. Và khi đó thì các bạn ở phía dưới, cả mấy nghìn sinh viên của Đại học Y Khoa ở Y Khoa cứ tuồn lên những cái câu hỏi để cho tôi là chọn câu hỏi nào để hỏi Hồng Nhung. Và Hồng Nhung trả lời, tuần trước anh xem ấy, anh thấy rằng em thông minh thật. Dạo này thì em... trẻ thì vẫn thế, nhưng mà còn cái đoạn thông minh thì nó có hơi yếu đi tí. Nhưng mà anh, khi anh nói chuyện về bài Em ơi Hà Nội phố, thì em xin được nói rằng với nhạc sĩ Phú Quang, Hồng Nhung quá may mắn là một trong những ca sĩ hát nhạc của ông. Song điều quan trọng hơn không phải là vấn đề ca sĩ nào, ai hát hay hơn, ai hát thành công nhất, ai hát hợp nhất vân vân. Điều quan trọng nhất là khi Em ơi Hà Nội phố cất lên thì tất cả những nghệ sĩ ở đây họ đều hát. Và không phải chỉ là các nghệ sĩ, mà tất cả mỗi khán giả ở đây đều hát theo. Hay hay không không biết, nhưng mà nhiều khi hát to hơn Hồng Nhung. Thì điều đấy mới là quan trọng. Và bài hát này không phải chỉ dừng lại ở trong cái thập kỷ của 80. Nó bắt đầu và nó không có đoạn kết thúc. Bởi vì tất cả những con người, không chỉ Hà Nội, người không Hà Nội cũng vẫn hát bài hát này, yêu thương như thế, từ tâm hồn mình ra như thế. Bởi vì nó không phải vấn đề vùng miền, nó cũng không phải vấn đề thập kỷ nào, nó là một phần của tâm hồn con người Việt Nam. Lần đầu tiên đến chương trình, kiểu vui vẻ. Nhưng mà mùa 1 em cũng có xem chứ? Em xem và em có hơi ghen tị, bởi vì em không được hát ạ. Vâng, đã được đến đây rồi, xin được cướp sóng một tí với ký ức vui vẻ, và em thấy quá vui vẻ nên em xin được tiết lộ một cái ký ức vui vẻ mà từ trước đến nay em chưa bao giờ tiết lộ. Và ký ức vui vẻ này nó hơi liên quan đến bài hát, và ký ức này rất liên quan đến anh. Wow. Nói đi em, anh bắt đầu cảm thấy hồi hộp hơn ai hết rồi. Ai vẫn chờ ai tóc xõa vai mềm. Chính vì thế mà thứ nhất là em đâu có bao giờ cắt tóc nữa đâu.
nếu mà cắt tóc sao xõa được. Thứ hai là em rất là thể dục và ăn kiêng để làm sao mà vai của mình mềm chứ không có cứng, cái là khác hẳn, không có cái nốt nào vào đấy cả. Tại sao ký ức đó lại liên quan đến anh? Đó là SV96. Vâng, SV96. SV96 khi đó thì cô này, cô làm phá tan mọi kịch bản của tôi. Đấy là lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp một sự kiện lớn như thế, đêm chung kết SV96. Chúng tôi làm từ 8 giờ tối và tôi dự kiến là đến trước 12 giờ đêm khoảng 3 phút thì là chương trình kết thúc để tôi cùng với cả hàng chục nghìn khán giả đó đếm ngược luôn cái thời khắc chuyển sang năm mới. Khán giả thì ở trong những nhà thi đấu của Trịnh Hoài Đức thì chỉ có 3.000 thôi. Tôi kéo cái màn hình ra sân vận động Hàng Đẫy và ở đấy cả chục nghìn sinh viên ngồi ở ngoài để theo dõi xem. Trong này Hồng Nhung, tôi còn nhớ nguyên mặc cái quần trắng, một cái áo phông trắng đúng không? Cô vào, cô trẻ trung và cô hát. Thì cô hát đúng như tôi dự tính, là tôi tính bài hát đấy là mấy phút để đếm đến chúc mừng năm mới. Nhưng mà cô máu quá, cô lại hát tiếp một bài nữa, không có đồng cát xê nào cả. Thế là cuối cùng là đến khi cô hát xong bài đấy thì chuyển qua năm mới mất 2 phút. Mất 2 phút rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ đếm ngược và chúc mừng năm mới đúng không? Đúng không? Đây là một ký ức không còn chỉ là vui vẻ nữa mà là tuyệt vời của Hồng Nhung. Thường là em rất là con người kỷ luật. Một lần đầu tiên trong cuộc đời em sai kỷ luật như thế, là em hát thêm hẳn một bài nữa, bởi vì cái sức trẻ của họ, cái sự cuồng nhiệt, cái năng lượng nó lớn đến cái mức làm cho em mất kỷ luật ạ. Và em đã hát thêm. Và đó là kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Em xin cảm ơn anh một lần nữa. Cảm ơn Hồng Nhung. Vẫn đẹp như ngày nào. Cảm ơn anh vẫn ạ. Vẫn trẻ như ngày nào. Cảm giọng ơn hát anh. Vẫn khỏe như ngày nào. Chẳng có gì thay đổi cả. Thời gian nó không tác động đến em à? Dạ có tác động ạ. Bây giờ đang trong chương trình Cứu Vui Vẻ này thì những kỷ niệm với nhạc sĩ Thanh Tùng trong Thanh Lam có thể kể với chúng tôi được không? Em nghĩ rằng là em có rất là nhiều kỷ niệm với em gọi là thầy. Khi mà em và Quốc Trung đang còn yêu nhau thì là thầy đang có một cái bài mới rất là hay, thầy sẽ hát cho hai đứa mày nghe và thầy đã đánh piano và hát cho em nghe bài Giọt Nắng Bên Thềm. Và sau đó thì có những kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ? Dạ cũng còn rất là nhiều kỷ niệm. Khi mà năm 21 tuổi thì thi cuộc thi ca nhạc nhẹ đầu tiên của Việt Nam thì là thầy là ban giám khảo. Sau mỗi một cái vòng thi thì thầy luôn luôn là góp ý là chọn bài như thế nào, đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào em. Vâng. Và cuối rất cùng nhiều kỷ niệm. Em đã thành công. Dạ. Ở cái kỳ đó đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Nhắc tới nhạc sĩ Thanh Tùng thì chắc chắn là các bạn ngồi đây cũng có nhiều người muốn chia sẻ những cái ký ức. Thưa anh Lái Văn Sâm, Thanh Tùng là cái con người rất là giàu tình cảm và chơi với bạn bè thì rất là bình dị, chứ không có là tao là người nổi tiếng hay như thế nào, mà nói chuyện với anh thì rất là thích. Thì đấy là tôi có những cái kỷ niệm trong cuộc đời. Đó, nhạc sĩ Thanh Tùng đúng là con người như vậy. Ông rất là tài hoa và rất là uyên bác. Rất nhiều những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng mà cái thời đó, những cái năm 80-90 bọn tôi ấy là rất là mê. Và tôi cũng có một cái may mắn là tổ chức được cho nhạc sĩ Thanh Tùng một cái đêm nhạc. Tất nhiên là đêm nhạc của Thanh Tùng không bao giờ thiếu giọng ca của Thanh Lam được. Bởi vì anh Thanh Tùng, anh ấy như anh nói là trong những người hát nhạc của anh ấy thì Thanh Lam là người hát mà anh cảm thấy hài lòng nhất. Và ông ấy là một người cũng rất là dung dị nhưng cũng rất khó tính đấy chị. Trong âm nhạc thì ông khó tính lắm. Chúng tôi đặc biệt biết ơn nhạc sĩ Thanh Tùng. Ông thì mất rồi. Có một bài hát mà ông ấy sáng tác đúng cái dịp mà chúng tôi tổ chức một năm VTV3 ra đời. Thì nhạc sĩ Thanh Tùng đến và hát tặng chúng tôi cái bài đấy. Không phải hát tặng mà ông ấy, hôm đấy là mới sáng tác bài Nếu Em Nói Anh Đã Xa Trái Em. Tim Không Ngủ Yên ạ. Vâng, trái tim không ngủ yên. Vâng, vâng. Dạ. Đó. Thì ông ấy mới cầm một cái tờ giấy ở trong đấy chỉ viết lời thôi. Và ông tặng chúng tôi cái bài hát đó và chúng tôi rất vinh trái dự. Trái Tim Không Ngủ Yên. Trái Tim Không Ngủ Yên. Vâng. Một cái bài hát rất là hay. Bọn em thì trẻ thì nói chung chỉ được xem và nghe nhạc sĩ Thanh Tùng trên những phương tiện thông tin đại chúng thôi, vì em lại thuộc cái dòng sân khấu khác. Nhưng chị Lam thì bọn em không được xem và chỉ được nghe nhiều. Nhưng mà ngày xưa mỗi lần xem thì là chị là nổi tiếng nhất, mà ai cũng nhắc, kể cả bố em nhắc là cái con bé này hát nó có nhìn thấy ai đâu. Thế là chị là nổi tiếng hát nhắm mắt. Đấy, cứ vào nghề thì em mới biết là chị hát, tức là nó phê đến mức độ là không cần ai bên cạnh cả. Lâu lâu vẫn có cái động tác mà vừa rồi chị vẫn làm là hất tóc ấy. Hất tóc. Nhưng mà bây giờ thì em thấy là chị trưởng thành và chín chắn nhất rồi. Em thấy chị nhìn thẳng vào rất nhiều người. Em muốn chia sẻ một chút xíu. Thì thực ra nếu nói về thập niên 80 là lúc bọn em bắt đầu lớn.
Và đúng là một người nhạc sĩ mà có rất nhiều những sáng tác mà viết về tình yêu, gần như là nói hộ tiếng lòng của rất nhiều những cô gái thời đó, trong đó có em. Bắt đầu từ Chuyện tình của biển, Giọt sương trên mí mắt, rồi rất rất nhiều những bài hát khác, Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân, vân vân. Chính vì vậy mà khi mà nói đến một người nhạc sĩ, lúc đó là em đã có một cái mường tượng về nhạc sĩ Thanh Tùng rồi. Đến những cái đoạn cuối cuộc đời thì thầy thường sống một cái đời sống rất là ẩn dật, và ông không nói chuyện được nhiều nữa. Ông hoàn toàn là bằng cái ký hiệu. Vì mình gặp ông cả một cái thời trai trẻ, gặp ông từ lúc ông đang hoành tráng lắm. Thế thì đến cái đoạn mà em rất là thương, tức là cái đoạn cuối đời, thì ông một mình. Và cái lần chia tay cuối cùng được gặp thầy là ở trong bệnh viện, và khoảng một tuần sau thì thầy mất. Thì em vẫn nhớ cái buổi chiều mùa đông, nhìn thầy nằm trên giường, thầy không nói ra nhưng mà thầy, cái đôi mắt của thầy rất là tràn ngập những cái yêu thương dành cho cuộc sống. Thầy là một người rất là yêu cuộc sống và đặc biệt là phụ nữ. Em thì được làm học trò thôi chứ không được làm một người yêu của thầy ạ. Vâng, nhưng đấy là một kỷ niệm mà cái ánh mắt của thầy không bao giờ quên ạ. Vâng. Cái lần cuối cùng mà tôi gặp nhạc sĩ Thanh Tùng trước khi ông mất khoảng gần một năm, có một lần vào thành phố Hồ Chí Minh đến nhà ông. Tôi thì tôi không biết uống rượu, nhưng mà đến thì bao giờ cũng ông cũng bắt cầm một cái ly và cụng ly, và mày cứ cụng đi, anh uống rồi tí mày đưa anh uống nốt. Và khi đó chúng tôi cũng đã có một dự định là sẽ tổ chức lại một cái đêm live show của nhạc sĩ Thanh Tùng. Nhiều dự định lắm và nhiều ý tưởng lắm. Thế nhưng mà sau đó thì thấy ông yếu dần. Vâng, thời gian sau yếu và chúng tôi cũng không kịp làm gì cả. Hơi tiếc một chút. Em có thể nói về em đi. Đây là dịp mà để khán giả, những người yêu em, có cơ hội để nghe những chia sẻ một chút về em đi. Em nghĩ rằng là cái điều em mong muốn, thật ra thì chưa có một cái đĩa đơn nào với thầy Thanh Tùng cả. Và một cái chương trình mà đang hot như này thì em xin được giới thiệu là sắp tới em sẽ có một dự định ra một album với thầy, tất cả những cái bài hát mà em đã hát và cũng có thể những bài em chưa hát bao giờ. Em mong rằng sẽ đóng góp một cái CD mới để dành tặng cho công chúng với những bài hát của thầy. Dạ. Cảm ơn em.